Cái vấn đề mà hút thuốc với uống rượu là chú bỏ không được hả chú? Không, Chú có chú thương bản thân của chú không? thương, có thương nhưng mà chú bằng Con có đến chỗ con hỏi đàng hoàng luôn. thì cái tiệm quay ra Đúng đâu rồi, con có rồi hỏi mà thì cái cái nói số vậy. cái lượng mà chú uống là không phải là như đó. Con hy vọng là chú nói thật đi. Chú nói thật luôn chứ chú đâu có ấy đâu, chú nói thiệt mà chú uống đâu có ấy đâu, có làm sao chú nói như vậy chứ. Chú ơi, con hỏi đấy, dạ như từ bữa giờ đấy mà đầy cơm nước đồ mà con mua nhà thì chú hết rồi đúng không? Rồi anh đi gửi cho chú 500 ngàn, rồi chú bỏ túi chú xài là chú mua đi Đúng cái gì? Rồi 700 ngàn, 200 ngàn nữa là 700 ngàn là chú mua đi cái gì mà chú hết tiền? rồi. Thì chú mua đồ ăn thêm rồi chứ không lẽ cháu nói vậy rồi chú biết trả lời cháu sao? Thì chú mua đồ ăn thêm, chú ăn ăn cơm đâu có nhiều, mà chú ăn đồ ăn nhiều chú mua thêm chú ăn không chứ chú đâu có ấy đâu, chú ăn đâu có nhiều đâu, phải ăn tráng cơm ăn lộn hết. Chú ăn đồ ăn nhiều thôi chứ con chú ăn đâu đâu có nhiều. Đó thì con chỉ nói vậy thôi, bây giờ là con chỉ nói chú vậy thôi. Hôm qua đây là con biết cái lượng mà chú uống là không phải như như chú nói, thì chú trong lòng chú tự tự hiểu và tự suy nghĩ cái bản thân của chú đi. Con ở đây với Mạnh cũng đã lo cho chú tới Thì lúc này chú thì nó con sao chú nói vậy, chú đâu có gian dối gì rồi với cháu đâu phải. thì con có cái này là Huy có hỏi chỗ mà chú đi mua rượu luôn chú anh chị. Con nói thẳng là nhiều cái con cũng buồn, con cũng thất vọng lắm á. Con nói thẳng cái lúc mà con cõng chú lên đây không phải là con làm màu để con quay phim con đưa lên cho người ta coi đâu. Cái này là con thương chú, con sợ chú bị nhiễm trùng, con mới cõng chú từ ngoài ra ngoài xe đó. Chú không đi mua đồ ăn sáng được mà chú lội bộ đi ra ngoài lộ để mua mua cái đó được thì Huy cũng Huy nói cái đó đi chú anh chị, Huy không muốn nhắc nhiều trong này nữa. Thực sự cái chuyện đó Huy rất là buồn. Dạ rồi, xin được kính chào quý chú anh chị. Quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh YouTube của Huy Khởi. Dạ, kính thưa chú anh chị, thì hiện tại Huy đang ở nhà trọ của nhà trọ mà Huy thuê cho chú Dấu đang điều trị bệnh đó chú anh chị. Thì hôm nay đi qua thăm chú, tại bữa nay Huy cũng có một số vấn đề như là công bố số tiền Quý Mạnh Thường Quân mà hỗ trợ chú từ ngày Huy đưa chú lên đây trị bệnh đó. Thì hôm nay Huy sẽ công bố ra luôn quý chú anh chị. Thì hôm nay đi đồng hành với Huy á thì có bé Thịnh đi với Huy nữa, và mẹ bé Thịnh nữa chú anh chị. Rồi bé Thịnh chào ông bà cô chú đi. Chị chào ông bà cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, bữa nay có bữa nay u u đầu nữa chú anh chị. Dù Đó, đó, vui ha, đau không? Đau dù không? Đánh bây giờ nó dạ đau đau không? Ừ, coi nè. dạ đau Chú anh chị đi phá hàng rào của người ta u đầu nè, người bị trị đây nữa nè. ừ, cái này với là con Lý là do, lý chú Huy do. coi nè con. Rồi thì sao rồi bị Cái này là con đi vô chỗ cây sắt có rồi rồi con gì đi gì ra rồi bị dướng có rồi à? bị dướng rồi té rồi rồi té xuống rồi chảy máu á. Rồi chị Linh chào ông bà cô chú ấy, chị Linh Chào ông bà cô chú anh chị. Dạ rồi, Quy mời cô chú anh chị cùng cùng với Quy và bé Thịnh và chị Linh vào phía bên trong chỗ chú giấu nha chú anh chị. Thịnh con từ từ thôi. Chú nằm nghỉ hả? Là chú ơi, Rồi, hôm nay con có một số chuyện đi qua chú qua nha. đây gặp chú để nói chuyện này kia. Cái giò giờ đỏ nhiều không chú anh chị, nó không không còn đỏ như mấy bữa trước nữa đó. Giờ đỏ nhiều lắm rồi đó. Chú ngồi tâm sự với ông bà cô chú xíu đi chú. Sao vậy, thấy trong người sao vậy? Mời ta. Chào
Mà chú có uống rượu không? Chú có uống rượu không? Không, chú uống không, mà uống vô cái tại vì cái thuốc đó nó có cái viên sủi á, chú mà uống rượu là uống đó vô là nó giật dữ lắm. Nghe. Sao mà nhưng mà uống vô là nó ói. Kệ tới mình biết. Đó có nhà phóng viên ngồi chứ chị. Ừ, con vô con chào chú vô Thịnh. Chào chú. Nè, tắt tắt nữa là chú giận con. Bữa hổng cũng tắt gì cái không nghe tiếng luôn. Tắt luôn rồi kìa, phải không? Không có bấm, cầm vậy được rồi. Chứ không con ngồi đây à, ngồi cái chú nè. Ủa? Vậy cũng nghe hả? Chú ngồi gì cũng nghe hả? Vậy sớm về chú ăn uống gì chưa? Sớm có bà chị đã mua cho ba cục nem vô gói. Uống thuốc cho nó giặt nãy giờ. Nãy giờ nó muốn ói ra mà ói nữa không ói ra được mà, nhưng mà cái nữa nó muốn ói nhảy nổi. Cái đó thì con có quá, thuốc đó, nhưng mà con hỏi anh hai con rồi, không có vấn đề gì đâu, đó bình thường thôi. Cái thuốc đó này nó hơi mạnh anh, nhưng mà nó sẽ cái vết thương của chú nó mau lành. Bởi vì con nói là chú đừng uống thuốc đó, chú đừng có uống, đừng có đụng tới rượu nha. Đó, chú mà có men trong người là nó giật chú dữ lắm đó. Ngồi nha Thịnh, con đừng quên, quên chừng nghe tiếng. Chú, cái chân của chú cũng đỡ đau. Ừ. Có sáng giờ nó uống, tôi bỏ nó, tôi không uống đâu. Bởi vậy con nói chú uống thuốc đó chú đừng có đụng tới giọt rượu nào hết á. Ờ sáng giờ con uống nó không uống miếng nữa, mà uống thuốc nó vô giọt á. Con ở đây là Thịnh, con ngồi đàng hoàng coi. Rồi cái vui nè. Nè chị Linh vô ngoài đây luôn, chị Linh cho chú anh chị thấy. Chú nói đi. Là cái chân của chú giờ nó đỡ nhiều không? Đỡ nhiều. Bữa nay là nó khô hết á, bữa hổm là nó còn đỏ á, còn đỏ mà bữa nay thấy khô hết rồi đó. Chú đừng có lột nha, để nó tự khô một mình nó nha. Rồi chú có sức cái thuốc mà chị mua cho cái dầu bụi á. Sức đó nó mau khô dữ lắm á. Chú xài cái này lại nhiều nhiều đi. Rồi sức nóc rồi chứ. Một chai chưa hết đâu. Chú mặc mặc áo vô đại chứ. Áo vô đại. Nên nên con bà cô chú này kia thấy này kia. Chú gắng gửi với sức thuốc nó nhiều vô chú mới mau khô cái vết thương. Sức cái này thấy vậy đỡ vô lắm, cái giòn thịnh kìa. Đó, nhiều người cũng nói đỡ đó. Chui chui đỡ. Đây nè, nó là đây nè, mẹ em xức cho nó đó, hết đó nè. Đây cho anh chị. Nè, thịt kia đó là muốn chảy thịt luôn á nè. Chị. Con lật lại cho cô coi nè, thấy không? Tụt thịt luôn nè, mà xức hết á. Đó con nói lại cho ông bà của chú nghe coi, hồi đó con bị sao vậy Thịnh? Dạ con đi vô quá rồi con, rồi con rồi con bò màu trắng đó, rồi xong rồi á con bò cha nó cũng con bay vô đống lửa. À tại con đi chọc con bò hay gì? Không phải, con gò con bò con màu trắng á. Ừ. Rồi con gò cũng được rồi nó né rồi trúng con bò rồi cha à. Rồi xong rồi á, rồi con bò cha nó chạy lại nó cũng con vô đống lửa rồi con tự lết tự con rồi con tự ngồi dậy á, rồi con lết chân đi về vậy mà. Đó, diễn tả lại cho anh chị. Sức cái đó nó đâu có buồn theo, có buồn, sức cái đó nó buồn theo, còn bữa buồn nó buồn không? Sức cái đó hay nó còn buồn, giờ nó cứ buồn vô cái thương mình.
bữa nay là thấy cái vết thương đỡ hơn cái ngày mà đưa chú lên đây nhiều lắm đó chú anh chị. Cái này mà chú thường chú uống thuốc đúng liều lượng với lại sức thuốc này kia thường xuyên, cái này là không tới một tuần nữa đâu là nó khô hết luôn á, là bình phục luôn đó. Thì chú uống thuốc sáng chiều của con á, chứ chú thuốc của chị chú chưa cô gửi tới đâu. Sao hồi sáng cho tiền chú đi nhờ cô chị nào mua đồ ăn cho chú á, sao chú không mua cơm mà đi trưa là rồi giờ đâu chứ, và chị bên đây bảo đi chợ về mất mẹ rồi nó mới đem tiền lại thuốc là 7 ngày. Còn của chú là 3 triệu ha, không mua là ngày mai đi đó. Mẹ chú đem qua. Đừng có chỉ nói chuyện với chú, chỉ mặt đi có. Chú đó nhờ con đi mua, đi lấy cái thuốc ở chỗ bà Tho rồi xong rồi đó rồi. Con không biết tên chú đó thì con nói lộn, thì không tên. Rồi bà Tho hết biết đường tính luôn. Đặt cho ai tháo đi chị. Để rồi, rồi. Để chú đưa cho chú quay để đọc không chặt. Phải là cái gì chú tính mua ngoài chợ, gửi mấy chị mua ngoài chợ về nấu nó rẻ hơn mua ở ngoài quán. Cho chú quay. Ngoài quán nó mắc, thấy mẹ ăn cũng không có ngon lành gì, tà mình nấu mình ăn vậy mà nó vừa miệng của mình, còn ở ngoài này nó bán mắc là ăn không có vừa miệng mình. Ở chú nói với cháu vậy thôi. Nhưng mà chú mua nấu ở đây chú đâu có nồi này kia đâu. Rồi gia vị này kia chú đâu có đâu. Thì sao mình chú? Mình mua bột ngọt với đường, chú bột ngọt với chú đường với chú muối là được rồi. Đâu cần cái gì. Rồi mình gửi bà chị đây mua cái gì muốn ăn gì rồi ra gửi và ra chợ mua nó rẻ hơn. Hơn mà mình mua ở ngoài tiệm cơm rồi nó mắc mỏ. Chú cũng ấy rồi chú nói nữa, cũng làm phiền cháu Linh đội kia thôi. Rồi sau là chú mua hết nhiêu tiền rồi? Rồi sáng chú mua ly trà đường với ba chục ngàn cơm. Ê, 30 ngàn không? Rồi chú nhà người ta đi mua hả? Chú đi mua á. Rồi chú lội bộ đi mua được. Ừ. Đó. Không đi được, quá có gì đâu, không đi được. Người đi tiệm cho ổng, không biết. Ổng muốn ăn có kiểu thì ổng mua đó. Ví dụ như ổng muốn lấy thì ổng gửi, mua đồ ăn gì. Thôi bên đây tôi mà nóng thì cho ổng. Ừ. Không có gì. Đó thì vấn đề mà ăn uống này kia chút nữa con sẽ nói sao. Bây giờ trước mắt là con qua đây hôm nay, bữa nay á, con có một, con sẵn bữa nay thì Quy xin công bố số tiền mà Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ chú từ ngày mà Quy đưa chú từ ở dưới Cồng Ngang lên đây để trị bệnh đó chú anh chị. Là bữa mà Quy đưa lên là bữa 28 tây, 28 tháng 5, hôm nay là 5 tháng 6 nha chú anh chị. Thì là cũng là 28 tây đó, tính tiền nhà trọ là 28 tây, bởi vậy em mới nhớ chính xác là ngày đó. Bữa đó cô nhà trọ nói bữa nay 28 nha, bởi vậy em mới nhớ đó. 28 29 30 31 1 2 3 4 5, luôn bữa nay là 9 ngày rồi chú anh chị. Đưa chú lên đây chị thương là 9 ngày rồi đó, thì thấy vết thương thì nó đỡ rất là nhiều rồi đó, đúng rồi. Rồi bữa mình mua thuốc là bữa thứ mấy ta? Không nhớ nữa. Cũng đâu 5-6 ngày vậy đó. Tối buổi chiều không á, buổi sáng hết nè. Sáng lại còn 4 viên. Ừ.
Cái này chú uống thiếu một viên của cái này nè, còn dư ra một viên nè. Bên kia là còn 3 đúng rồi đó. Cái này là còn 4 nè. Đó thì con nói cho chú là cho chú uống của cái to anh hai con đưa ra uống trước đi, rồi hãy uống của cô Bảy sau. Đó, chú uống pha kiểu đó thì con sợ thuốc nó khác nhau, không biết nó có phản tác dụng này kia không nha. Thì bữa đầu con thấy chú đó. Cũ bà chị còn nguyên nhìn đâu có uống đâu. Vậy là buổi chiều chú không uống luôn. Chú uống buổi sáng không ạ? Buổi chiều chú cũng uống vậy. Chú uống thôi, nhưng mà buổi sáng bây giờ chú hiện tại chú hết rồi đó. Buổi chiều này chú chưa có uống nè. Nhưng mà ở đây là trễ 3 ngày rồi đó. Nằm trên đây còn à, thui lên rồi còn nằm trên đây. Rồi thuốc đó là nào nữa? Là thuốc của anh á. Vậy là sáng chú ấy rồi chú chưa uống chưa hết á. Trời sao nãy con sợ chú nhầm, chú không biết đường uống, con ghi chữ này kia đâu cho có chú. Lột để đó rồi lấy uống lấy không hết á. Vậy là sáng giờ chú chưa uống không hết hả? Chú có mấy viên? Con có một viên mà chú lấy kiểu lấy nó lọt chứ đâu ra ngoài chứ đâu có ai đâu. Người sao chú uống kiểu đó, uống kiểu đó thì đâu có thuốc nó đâu có tác dụng nữa. Chú phải uống đúng liều lượng đàng hoàng. Con nhớ bữa hổm như là buổi sáng là năm bốn bịch với một cái viên sủi. Bốn bịch với một viên sủi là buổi sáng đó. Đó chú uống, chú bỏ ngoài này thùng rác thì chứ đâu chú đâu có mà mắc viên nào mà sớm uống lấy còn sót lại viên nữa chứ. Đó, có mấy viên thuốc mà chú uống cũng nhầm vậy nữa thì. Gì con? Là sợ không thấy cái đầu bị u á hả? Vậy. Muốn khoe với ông bà cô chú cái gì ạ? Nó quậy ở nhà quậy. Khỏi tre. Hả? Khỏi tre đâu thấy hết rồi. Bữa nay làm cá lá háng đi. Đâu rồi, đưa ra cho ông bà cô chú coi coi. Đó, giống cá lá háng chú chị. Chú giờ nó mờ câm mà nó đâu có sáng rõ nữa. Rồi bây giờ quay qua cái vấn đề. Đó rồi, con ngồi đây nè, ngồi trên giữa. Chị Linh giữ giùm em đọc cái này cho. Mà mắt chú giờ giòn bởi chú đi, chú đâu có đi lẹ được, chú đi từ từ không sợ nó dấp cái là ốp cái mặt xuống con. Rồi vậy bây giờ sẵn có chú ở đây, có chị Linh với bé Thịnh thì con xin với lại quý mạnh thường quân ông bà cô chú anh chị nữa, con ngồi im với Thịnh để chú Quý nói chuyện nha. Nha ngồi lên ăn quạt. Thì sẵn có đầy đủ ở đây, Quy xin công bố số tiền Quý Mạnh Thường Quân mà giống như là hỗ trợ đợt 2 đó. Là đợt mà đợt trước là ngày đầu tiên Quy xuống giống như là thăm và tìm hiểu hoàn cảnh đó chú anh chị. Thì đợt đó Quy có trích số tiền của Quý Mạnh Thường Quân là cô Y Văn Trương. Thì Quy có đăng ở video trước đó. Thì sẵn đây Quy xin nhắc lại luôn chú anh chị. Thì đợt đầu tiên, đợt 1 đó là Quy trích phần tiền của cô Y Văn Trương là 5 triệu và một hộp sữa. Nhưng mà cái hộp sữa này thì Quy cũng quên đó chú anh chị. Hộp sữa này bệnh tiểu đường uống không được. Thì Quy vừa cho chú liền là Quy có điện, Quy lên xe về đó. Thì Quy mới nhớ ra, mới chợt nhớ đó. Thì Quy có điện cho cô Bảy đến nhà chú để lấy lại cái hộp sữa này. Thì là đợt 1 là 5 triệu với một hộp sữa chú anh chị. Đợt 2 là cái đợt Quy ngày 28 tây là Quy đưa chú lên đây để trị bệnh đó. Thì ở đợt 2 này thì cũng có Quý Mạnh Thường Quân là cô Y Văn Trương có tiếp tục hỗ trợ cho chú là 3 triệu và chú Hòa Nguyễn. Cái này là Quy kết nối với chú bằng Viber chú anh chị. Chú để tên là Hòa Nguyễn thì chú cũng đang định cư tại Mỹ với số tiền là 150 đô la thì Quy đổi qua tiền Việt được là 3.450.000 đồng. Thì tổng của đợt 2 là 6.450.000 đồng. Đó. Thì bây giờ là số tiền mà Quy giống như là chi á chú anh chị, chi ra để từ ngày mà đưa chú lên đây tới hiện tại bây giờ đó. Để chú Quy nói chuyện. Giờ đây chú anh chị, thì Quy làm việc này kia đó, thì giống như là Quy ban đầu là Quy sẽ ghi tay trước, nhưng mà về là Quy sẽ đánh máy. Quy sẽ nhờ bà xã đánh máy và dán đầy đủ vào đây hết, không có sót thứ gì hết chú anh chị. Thì ở đây cô chú anh chị thấy rõ không ạ? Đây là ngày 28 tây. 28 tháng 5 là ngày mà Quy bữa và mưa tầm tã đó, Quy đưa chú dấu lên đây để trị bệnh đó, là ngày 28 tây tháng 5.
Thì Huy lên đây, trước khi qua đây á, thì Huy có nhờ chị Linh, giống như hiện lúc đó là Huy đang ở dưới cầu ngang, nhưng mà thấy tình hình nó cấp bách quá thì Huy có gọi điện lên để nhờ mẹ bé Thịnh đó đến giống như là tìm hiểu ở đây còn cái nhà trọ nào mà còn trống phòng không, thì Huy điện cho chị Linh thuê giùm Huy. Thì lúc đó là chị Linh đã qua thuê được căn trọ ở đây, và cũng như là mua một số vật dụng đó, như là mua nệm này chú anh chị, mua nệm, bếp ga, thảm, thì tổng cộng là 600.000 đồng chú anh chị. Và chị Linh bữa đó thì sẵn bữa đó số tiền là 600.000 đồng là mua đồ ha. Dạ. Rồi em có gửi cho chị Linh là chẳng lúc đó là chẳng 1 triệu. Dạ. Là dư 400.000 để em nhờ chị mua cơm này kia cho chú. Dạ. Ha. Rồi tiếp tục hôm bữa là em gửi thêm chị 500 nữa. Dạ. Ha. Để đúng rồi 1.500.000 đó, để chút nữa tại vì chị Linh không có biết chữ chú anh chị, nhưng mà chị Linh giống như ghi con số thôi, bữa nào mà chị Linh mua bao nhiêu tiền á, chị Linh ghi lại như vậy chú anh chị, ghi con số vậy thôi chứ ghi chữ hủ tiếu này kia thì không được. Rồi xong hết á, chị Linh mới nhờ ai chị, cái này là chị nhờ đằng xe nước cam đẳng nhỏ mà bánh nước có mía á. Rồi em biết rồi đó, nhờ chị ghi ngày chị đó ghi lại cho chị Linh nè chú anh chị, là có đầy đủ hết, là bắt đầu từ ngày nào đó, đây chị Linh có ghi đầy đủ hết. Rồi chúng ta cái đó em sẽ cụ thể sau đi. Dạ rồi chú, thì bữa đó ngày 28 tây con đưa chú lên đây á, là con mua đồ này kia, thì giữa con với chị Linh đã con đã đưa tiền chị Linh, và bữa đó là con đã thanh toán tiền phòng cho chú 1 tháng là 700.000, con đã đưa cho cô chủ nhà trọ đó. Thì bữa đó con giống như chú cháu ăn cắp quá lên đây thì chú cũng còn tiền 500-600 gì đó, chú nói chú để quên ở đầu nằm hay là trên mùng gì đó. Thì con cũng có gọi điện gì cho cô Bảy để cô Bảy giống như là cất giùm chú ha. Thì lên đây thì trong mình chú không có tiền chứ anh chị, thì Huy cũng trích ra 500.000 để chú giống như là bỏ túi gì đó đó, thì Huy gửi chú là 500.000 để túi. Và tiền xe thì Huy có bữa đó mưa lớn quá chú anh chị, ban đầu thì Huy cũng tính đi là giống như là đi xe máy thôi, Huy và cameraman á cũng tính đi xe máy xuống đó, nhưng mà mưa tới tối luôn chú anh chị. Thì Huy Mạnh Thường Quân cũng gọi điện cho Huy nói kêu Huy thuê xe đó, thuê xe 4 chỗ, xe hơi đó chú anh chị. Thì tiền xe là lên xuống là 600.000 đó, và cái này là tiền phòng trọ là 700 nè, hồi nãy Huy có đọc lên chú anh chị. Và ở đây là qua đây thì Huy thấy cái phòng hầm quá, Huy có đi mua một cái quạt cho chú là 500.000 đó. Rồi hồi nãy là tiền nệm, bếp ga với thảm là Huy gọi điện nhờ chị Linh ở đây mua cho Huy là bữa đó là 600 vậy ha. Rồi đây là tiền Huy đưa cho chị Linh mua cơm với chú chị, mua cơm là bữa là Huy đưa chẳng 1 triệu, nhưng mà nó còn dư ra 400.000 đó, với đợt sau Huy đưa chị Linh thêm 500 nữa là 900.000. Tổng tiền mà mua cơm á là 900.000. Dạ. Ha. Đó. Rồi tiền thuốc này là thuốc anh hai của Huy làm bác sĩ đó, thì đã kê cái to cho Huy đi mua thuốc cho chú để chú sức với chú anh chị uống là trong vòng 7 ngày đó, thì là 210. Và cái tiền hủ tiếu mà 47.000 này là bữa mà con qua đây chú nhớ không, bữa con qua đây quay đó. Là cô đó là chú thấy chú bỏ nguyên hộp luôn, bữa có cô Bảy qua đó nói chú ăn không được, chú bỏ nguyên hộp luôn đó. Con thấy vậy mà lúc đó thì chú lại có cái ly rượu kế bên nữa, sáng sớm chú không ăn, hay là chú ăn cơm không nổi thì chú cũng phải nói với con Huy ơi chú ăn cơm không nổi, hay là chị Linh đó, thì lúc đó con giao chị Linh mua đồ cho chú, mà chú nói kêu chị Linh mua hủ tiếu này kia giùm chú đi, chú mua cơm chú ăn không nổi, mà chú không nói với con gì hết, chú ăn nổi chú lấy, chú có dùng đồ ăn phải không. Đó, chú lấy đồ ăn ra chú dùng, chú bỏ cơm hết. Thì mới lúc đó là Huy rất là buồn đó chú anh chị. Tại vì cái số tiền này á, tiền là Huy Mạnh Thường Quân người ta đi làm cực khổ, có khi là Mạnh Thường Quân lớn tuổi luôn chú anh chị, 60, 70 nhưng mà người ta vẫn đi làm hàng ngày để người ta tích góp ra những cái đồng tiền đó để người ta gửi về Việt Nam để làm thiện nguyện đó. Nhưng mà chú làm vậy Huy rất là buồn, nhưng mà Huy lên clip Huy không có nói nhiều hôm đó, Huy chỉ giống như là buồn trong lòng thôi, thấy cách xử sự này kia của chú vậy đó. Đó thì là bữa đó Huy thấy vậy, là lúc đó là Huy nhớ là 10 giờ hơn 10 giờ là chú chưa ăn sáng mà chú ngồi uống đó, thì Huy có chạy đi ra ngoài đầu lỗ ngoài chú anh chị, Huy có mua hủ tiếu
cho chú, để chú dùng hủ tiếu xong á, để chú uống thuốc đó. Nhưng mà bữa đó cho chú uống thuốc xong á, uống thuốc rồi thì trong lúc lúc đó thì buổi sáng là chú có uống rượu. Đúng rồi, uống có ly hay ly này. Chú uống ly hay ly thì con không có biết nhiều. Nhưng mà chú uống rượu xong, con cho chú dùng hủ tiếu ha, xong cho chú uống thuốc của anh hai con, thì lúc đó thì rượu với thuốc nó lại giống như nó tác dụng phản tác dụng với nhau á, làm chú mệt mỏi này kia đó. Thì lúc đó chị Linh có gọi điện cho con cũng định chạy tới, nhưng mà lúc đó con đang bận công việc gấp, thì con có nhờ chị Linh là bữa đó đi mua thuốc giùm em ha. Đó, có đi mua thuốc giùm bữa đó 2 liều á chị. Là cho chú là thấy đỡ, là tối là chị lại thăm chú là thấy chú đỡ, phải không? Em có kêu chú nói đỡ rồi, chú đỡ nhiều lắm rồi. Đó. Thuốc chú khỏe rồi. Đó, chú thấy cái phản tác dụng mà giữa thuốc với rượu chưa chú? Cái thuốc cam nó viên sủi đó uống nó rất có lợi cho sức khỏe, nhưng mà có cồn trong người á thì nó rất là nguy hiểm. Nghe, bởi vì con cái vấn đề nhậu đó. Thì sẵn video này á thì sớm giờ thì Vi công bố quên còn tiền cơm của chị Linh đến chị. Đây. Cái này là không phải chữ của chị Linh, này của chị Linh nè. Đó, chị Linh không biết chữ chú anh chị, chỉ ghi được mấy con số chú anh chị. Cái này là như là ví dụ như một tô hủ tiếu, vô bánh canh này kia, chị Linh cứ ghi vị xuống đó chú anh chị. Đó, xong rồi chị Linh có nhờ chị ở ngoài tiệm mà chị Linh với bé Thịnh hay ngồi đó, có nhờ chị ghi gõ ra chú anh chị. Đó, thì trong vòng 900.000 em gửi chị mua đồ cho chú á, thì ở đây là chị có ghi rõ hết, là ngày 30 tháng 5 thì chị có mua, lúc đó là ở đây chưa có thao này kia, có mua thao xà bông rồi cơm, bữa đó là 7 hộp cơm á chú anh chị, là một ngày đó 7 hộp mà. Không, là hai cái ngày trước mà em không có mua, em chưa mua được biển sổ á. À, là ngày 28 à, ngày lên đó phải không? Ngày lên với qua cái ngày sau á. Vậy là cái ngày 30 này là luôn hai ngày trước đó chú anh chị, luôn ngày 28, 29, 30 đó. Là lúc đó chị chưa có làm được cái cuốn sổ này á, bởi vì chị ghi chung thôi. Bởi vì em thấy ở đây là 7 hộp cơm, nó một ngày mà chú dùng 7 hộp là hơi nhiều nha. Một ngày 3 hộp với đó, bữa mới rồi. Vậy cái này là tổng 3 ngày nha chú anh chị. Cái này là 28, 29, 30, tổng cộng là 7 hộp cơm. Đó, thì chị Linh có ghi rõ số tiền hết. Thì bữa đó 3 ngày là 240.000 nha chú anh chị. Cái này là ngày 31 nè chú anh chị. Ngày 31 là chị Linh mua 3 hộp cơm, chỉ mua đồ ăn thêm nữa chú anh chị, là 105.000. Rồi cái này là ngày 1 tháng 6 thì 2 hộp cơm nè 50.000, 2 bịch hủ tiếu 50.000, 1 cái nồi, cái nồi hồi nãy trong Nam Em có lên máy thấy rồi chú anh chị. Đó, một cái nồi đó là 96.000 với liều thuốc mà bữa hổm thì có mua liều thuốc cho chú, thì tổng ngày 1 tháng 6 là 223.000 chú anh chị. Rồi ngày thứ 6 là thứ 6 ngày 2 tháng 6 nè là 100.000. Rồi cái này là thứ 7 ngày 3 tháng 6 chú anh chị. Tổng cộng là 125.000. Rồi cái này là chủ nhật. Chủ nhật ngày 4 tháng 6 là 100.000. Đó. Thì là 893.000 á chú anh chị. Là tiền cơm từ mà ngày 28 Huy đưa chú lên đây á, thì ngày 28 là chị Linh mua một buổi chiều thôi, tại vì chú đưa Huy đưa chú lên đây là cũng chiều tối chú anh chị, thì chỉ mua một buổi thôi. Đó. Đây chú anh chị là tổng là 893.000. Đó là bé nhỏ con của chị Linh chú anh chị, cưng quá trời luôn á. Em Kỳ Thịnh. Rồi vậy là tổng số tiền mà từ ngày 28 chú Linh tới bữa hôm nay là 5 tháng 6 chú anh chị, là tổng là 893.000. Ở đây cơm này là chị Linh mua, em thấy cái tiệm này là tiệm xe hơi này kia đậu vô ăn nhiều á, chỗ này là hình như cũng là thương hiệu này kia của anh ta đó. Sao con đưa cái mic cho chú đi, mic rồi con, để nó lại đi, để nó lại. Một phần canh chua là bao nhiêu năm rồi? Con ẩm coi chừng, ôi con ẩm chưa được đâu, ôi, con ẩm chưa được đâu, con ẩm lọt em một cái mẹ đánh con á, con ẩm nha,
Rồi, kính thưa quý chú anh chị, thì nãy Huy thông báo rồi đó là tìm chị Linh mua cơm cho chú từ ngày là 28 tháng 5 là ngày Huy đưa chú lên đây, đến hiện tại ngày hôm qua ha, ngày 4. Đúng rồi, ngày hôm qua, tại vì bữa nay mình kết thúc rồi, mình không có mua, thì cái vấn đề đó chút nữa em sẽ hỏi riêng chị Linh luôn. Đó, thì là ngày hôm qua chú chị ngày 4 tháng 6 thì là tổng là 893.000. Nghe chú anh chị, thì Huy làm rõ ràng cụ thể cho chú anh chị. Thì sẵn chị Linh nói luôn, sẵn đi giống như ban đầu á, chị Linh cũng thấy chú tội nghiệp này kia, em đưa lên thì em có gọi điện nhờ chị Linh. Rồi thấy chú ở đây một mình á, em thì công chuyện em đi làm này kia thì nó lu bu lắm. Chắc em không có thể mà đến đây để mua cơm từng buổi cho chú được. Thì em có nhờ chị Linh là giống như là đi mua cơm, tại vì chị Linh cũng bán nhiều vòng ở đây đó. Yeah. Em có nhờ chị Linh là giống như là đi tới buổi mà dùng cơm á thì đi mua dùng cho chú. Thì chị Linh có mua được tới ngày hôm qua ngày 4 tháng 6. Nhưng mà tới ngày hôm nay là thì chị Linh có vấn đề gì mà không có thể mua tiếp. Chị Linh cứ trình bày với quý cô chú anh chị nghe chị Linh. Dạ, dạng như là mua cơm cho chú ăn, tới giờ là qua hỏi chú ăn cái gì, mua cho chú ăn cái đó. Nhưng mà chú đó lúc đầu là chú có qua, anh Huy có qua quay clip là nói chú là chú ăn cơm không được, mới mua bánh canh hủ tiếu. Mua bánh canh hủ tiếu được 2 ngày cho chú mới đòi ăn cơm. Mới mua cơm là ở ngoài quán cơm Thanh Bình là cơm phần. Nhưng mà chú là nói đồ ăn ít quá chú ăn không đủ. Rồi chú mới nói là để tự chú mua chú ăn. Cái em mới nói là thôi để cho anh Huy, mới điện cho anh Huy. Đó thì còn vấn đề mà chú kia em mua thuốc mà em không mua, rồi chú cũng điện cho anh Huy. Nhưng mà cái vấn đề đó là em nói rõ là nói là anh Huy không cho. Cái vấn đề mà mua thuốc hút đó là cái đó là con nói chị Linh, con nói không có mua cho chú, chứ không phải là chị Linh tự ý quyết định như chú. Cái bệnh của chú là mạnh thường quân luôn các con cái gì nữa, chú không có được hút thuốc với lại rượu nữa. Nhưng mà con qua đây con làm căng quá này kia thì con nhiều chuyện nó xảy ra lắm, bởi vì con chỉ khuyên chú thôi. Nhưng mà ở đây con khuyên chú không nghe thì con cũng giống như là đành phải chịu chú anh chị. Ở đây thì giống như sẵn video này thì Huy gửi lời xin lỗi đến quý chú anh chị, quý mạnh thường quân, với biết của chú anh chị trên cộng đồng mạng đó. Thì nếu mà giống như là Huy giúp đỡ hoàn cảnh mà có những điều mà sai sót ở đây á, thì Huy xin nhận cái phần trách nhiệm về mình đó. Lý do là Huy không tìm hiểu kỹ hoàn cảnh để Huy giúp đỡ chú anh chị đó. Nếu có những chuyện xảy ra đó thì Huy xin lỗi trên biết của chú anh chị trên cộng đồng mạng đó. Thì tại vì Huy làm thiện nguyện đó, giống như là kinh nghiệm nó cũng còn yếu, cũng còn ít tới chú anh chị. Nhưng mà giống như là Huy đến hoàn cảnh của chú, cái ngày đầu tiên mà Huy đến quay đó thì là nhờ cô Bảy điện, giống như là điện gọi là cầu cứu của chú anh chị, để Huy xuống dưới nhà của chú ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang để ghi hình, dù cũng như là giúp đỡ cho chú. Thì cái bữa đó là đi Huy đi là Huy nhớ là bữa đó trời mưa rất là lớn luôn, thì Huy ở nhà cô Bảy và tâm sự này kia với cô đó. Thì cũng tạnh mưa này kia thì Huy với bé Thịnh, bữa đó bé Thịnh có đội nón này kia đi xuống nhà chú nữa. Cái hình ảnh đó thấy rất là giống như rất là tội nghiệp chú anh chị. Thì Huy có xuống và đúng như vậy, đúng là xuống thì thấy cái căn nhà của chú là cái đó không phải là nhà nữa chú anh chị. Đó chỉ là như một cái chòi thôi, không biết nó sập bất cứ lúc nào. Tại vì nó gãy hết mấy cây cột rồi, với lại nó nghiêng mà cái mái ở trên là mái tôn bằng xi măng đó chú anh chị, nó rất là nặng. Thì Huy không biết là lúc nào nó sập. Thì Huy chỉ là suy nghĩ là cái hoàn cảnh này rất là đáng thương, một mình chú thì ngồi co ro ở trong nhà đó. Thì mới ban đầu là Huy thấy rất là tội nghiệp, thì Huy mới liên hệ với quý mạnh thường quân này kia đó, thì mới quyết định là giúp đỡ chú. Thì xong bữa đó, xong cái ngày hôm đó thì Huy về và cũng có liên hệ với mạnh thường quân này để giống như là tính cái hướng sắp tới để giúp đỡ cho chú đó. Thì về thì Huy có giống như cái phần bảo hiểm, mua bảo hiểm cho chú đó, thì Huy đã đưa cho cô Bảy là đã liên hệ bên bảo hiểm mua. Và hôm nay 5 tháng 6 là bữa nay người ta sẽ có bảo hiểm cho chú đó. Và sau bữa Huy đi thăm chú là bữa sau thì Huy có liên hệ với cô Bảy là nhờ cô Bảy đưa cho chú lên trên bệnh viện đa khoa huyện Cầu Ngang để điều trị vết thương. Tại mùa này mùa mưa mà ở nhà chú thì nó ngập lụt với chú anh chị,
Rồi cái chân của chú đi ra đi vô thì Quy lại sợ nó bị nhiễm trùng. Mà chú hiện tại chú đang bị tiểu đường. Mà những cái hoàn cảnh mà Quy thấy nó bị tiểu đường mà bị cái chân mà lỡ này kia chú anh chị, rất là nhiều trường hợp mà phải tháo cái khớp ra luôn, là cắt bỏ cái chân đó chú. Chú thấy nhiều trường hợp như vậy chưa? Đó thì Quy mới sợ, Quy mới thấy vậy, Quy mới nhờ cô Bảy, với lại Quy cũng xin ý kiến Mạnh Thường Quân nữa, là hiện tại bây giờ là chưa có bảo hiểm đó chú anh chị, là Quy và Mạnh Thường Quân cũng chấp nhận cho cô Bảy đưa chú vào trong bệnh viện để điều trị luôn, là điều trị là tính tiền á, không phải là nhờ bảo hiểm, là cái này là tính tiền trước, là chừng nào bảo hiểm thì mới tính nữa. Thì điều trị cũng được mấy ngày đó, tới chừng Quy lên, bữa đó Quy lên Quy cũng giống như không thông báo chú anh chị, không thông báo với cô Bảy này kia, thì Quy lên là giống như là đột xuất vậy đó. Quy cũng lên bệnh viện cầu ngang, thì lúc đó cũng trời mưa nữa, Quy lên tới trong cái phòng mà chú nằm á, thì Quy vô thì có nghe là chú đã xuất viện về nhà đó, chú đã xuất viện về nhà. Thì trong lúc đó thì Quy cũng có tìm hiểu bên phía bệnh viện đó, bên bác sĩ, thì chị bác sĩ cũng nói rõ cho Quy nghe, nói bệnh của chú á, nếu mà đúng thật thì không cần phải nằm viện đâu, ở nhà điều trị vẫn được, nhưng mà giống như là phải ở nhà, phải sạch sẽ vậy chứ anh chị, đừng để nó bị nhiễm trùng vô cái vết thương á thì nó sẽ không có lành đó. Thì Quy mới tìm đến nhà của chú luôn, thì bữa đó cũng vậy, nó đi tới nhà chú, trời mưa rồi, Quy bước vô trong nhà thì thấy chú cũng ngồi một góc đó, thì bữa đó chắc hình như là chú đang ngồi ăn cơm, chú mẹ ăn cơm đó. Thì Quy thấy vậy, Quy cũng mới hỏi ý kiến của chú, phải không chú? Bữa đó con hỏi ý kiến chú là chú có chấp nhận lên Trà Vinh không, phải không? Có chấp nhận lên Trà Vinh để điều trị cái vết thương của chú không? Thì đó, thì chú cũng đồng ý chú anh chị, chú cũng đồng ý đi theo Quy. Thì Quy mới đưa chú lên xe và đến nhà trọ đây để thuê trọ để điều trị vết thương đó. Thì cô chú anh chị thấy đó, môi trường ở đây thì nó sạch sẽ hơn ở nhà của chú rất là nhiều luôn. Nhà của chú hiện tại mấy bữa nay trời mưa lớn, cô Bảy nói nó ngập gần lên cái nền rồi đó. Đó thì lên đây thì cái điều kiện mà để điều trị nó tốt, nó không có bị nhiễm trùng á, thì vết thương hôm nay là đỡ rất là nhiều chú anh chị. Cái này nếu mà chú uống thuốc đúng liều nè, với xúc thuốc rửa vết thương này kia đó, cái này không tới 5 ngày đâu là nó khô hết đó chú anh chị. Thì Quy giống như giúp hoàn cảnh giúp chú á, thì giống như con cũng giúp hết cái giống như cái khả năng với của con rồi đó. Nhưng mà bây giờ con hỏi chú thật lòng một lần nữa, chú nói rõ cho con nghe là chú uống một ngày, uống rượu đó một ngày là bao nhiêu? Uống 4 ly à con à, 4 ly nhỏ à. Thì chú mệt thì chú cứ nằm đi chú à. Là một ngày vậy chú uống sáng chú uống 4 ly nhỏ nhỏ đó, rồi chú ăn cơm, chú không có uống nhiều, tại với chú uống nhiều thuốc á, uống có 4 ly nhỏ đó là chú ăn cơm rồi chú nghỉ, nằm ngủ nghỉ, rồi chiều uống 4 ly rượu thuốc đó, rồi ăn cơm rồi ngủ tới sáng luôn à. Chứ chú không có uống nhiều, mà thuốc thì chú ít hút, lâu chú hút điếu, chú không hết chú dục bỏ luôn, có chú đâu có mà ấy như người ta đâu đó, thì chú với chú uống rượu thuốc không à. Chú nói đã chứng bệnh của chú như vậy mà sao chú không, giống như là chú không biết thương bản thân của chú, con giúp ở đây là giúp chú hết khả năng của con luôn rồi đó, nhưng mà sao chú không biết thương bản thân của chú? Con nói chú hạn chế, bây giờ cái giò chú hạn chế, đừng có uống rượu, đừng hút thuốc nữa. Chừng nào mà chú khỏe mạnh, chú đi lại bình thường đi, rồi lúc đó chú muốn sao thì con giống như cái đó là cái cuộc sống của chú, con không xen vào nữa. Nhưng mà hiện tại thì con đang giúp chú điều trị vết thương, thì con có khuyên, ban đầu thì con có khuyên, con không nói rõ là cho chú phải giống như là ngừng uống rượu, ngừng hút thuốc, thì con khuyên thôi. Nhưng mà ở đây chú giống
con thấy chú sao chú không biết thương bản thân của chú. Cô Bảy rất là giận luôn. Bữa hổm cô Bảy hiện tại bây giờ cũng vậy, nó liên lạc với con là cô Bảy rất là giận chú. Nghe con nói là cô Bảy muốn từ dưới chạy lên đây nữa rồi đó. Bây giờ chú nói một ngày là chú uống bún, một lần ăn cơm như là 4 ly. Là nó bình quân nó cỡ bao nhiêu một ngày vậy, cỡ mấy xị? Một ngày thì cũng có cái ly đó đó. Chừng nửa xị gì một ngày. Tiền nhỏ đó. Nhưng mà chú có biết là con biết chỗ chú mua rượu rồi, con có liên hệ con hỏi người ta chưa? Con có đến chỗ con hỏi đàng hoàng luôn. Thì cái tiệm hoài đó. Đúng rồi, con có hỏi thì cái lượng mà chú uống là không phải là như đó. Con hy vọng thì, là chú nói thật đi. Chú nói thật luôn chứ chú đâu có ấy đâu, chú nói thiệt mà chú uống đâu có ấy đâu. Có sao chú nói như vậy chứ. Chú ơi, cho con hỏi cái dạng như từ giữa giờ đó mà thì cơm nước đồ mà con mua trong nhà cho chú hết rồi đúng không? Rồi đi gửi cho chú 500 ngàn. Rồi chú bỏ túi chú xài là chú mua cái gì cái gì. Rồi chú bảy cho xuống thêm 200 ngàn nữa, là 700 ngàn là chú mua cái gì mà chú hết tiền. Thì chú mua đồ ăn thêm rồi chứ không lẽ cháu nói vậy là chú biết trả lời cháu sao? Thì chú mua đồ ăn thêm, chú ăn cơm đâu có nhiều. Mà chú ăn đồ ăn nhiều chú mua thêm chú ăn không chứ chú đâu có ấy đâu. Nhưng mà cái phần cơm này chị Linh mua cho chú là con người khỏe mạnh bình thường là như đó là con đủ ăn một ngày rồi đó. Rồi, con đủ ăn một buổi cơm rồi đó. Chú ăn đâu có nhiều đâu, phải ăn tráng cơm ăn rồi không hết. Chú ăn đồ ăn nhiều thôi chứ con chú ăn đâu có nhiều. Đó thì con chỉ nói vậy thôi, bây giờ là con chỉ nói chú vậy thôi. Con qua đây là con biết cái lượng mà chú uống là không phải như chú nói thì chú trong lòng chú tự tự hiểu và tự suy nghĩ bản thân của chú đi. Con ở đây với Mạnh Thương đã lo cho chú tới lúc này chú thì con sao chú nói vậy. Chú đâu có gian dối gì rồi với cháu đâu phải. Thì con có cái này là Huy có hỏi chỗ mà chú đi mua rượu luôn chú anh chị thì thôi nếu mà trong lòng chú mà chú nói vậy thì bây giờ là Huy nghe vậy đi chú anh chị đó. Thì nếu mà chú nói sai là này kia thì trong lòng chú thì cái lương tâm chú tự tự hiểu chú anh chị. Rồi đó. Chú từ sáng giờ là con không mua cơm mà chú ăn được mấy chập rồi? Thì có một chập mà không á. Có một chập một hết nhiêu tiền này? Thì hết mua ly trà đường với mua con miếng con với thịt. Rồi sẵn đây con hỏi chú là sao chú hiện tại chú đang bị bệnh tiểu đường mà chú lại uống trà đường là sao? Thì chưa chú thèm chú uống như... Chú thèm nhưng mà chú phải suy nghĩ cho bản thân của chú là hiện tại chú đang bị bệnh tiểu đường. Người ta không có cho chú cái lượng đường cao mà chú lại đi uống trà đường thì con cũng giống như Huy ở đây Huy không biết suy nghĩ sao với chú anh chị. Hả? Rồi hôm nay câu chuyện này thì con qua đây con chỉ nhắc chú như vậy thôi. Thì con ở đây con với chú là không có nhiều người vô bình luận á, nói ủa bộ con với chú là giống như là người thân quen biết thế này kia sao. Trại quê của con ở trên thành phố Trà Vinh, chú thì ở dưới huyện Công An, hoàn toàn không có liên quan, hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà con ở đây là con là một người cầu nối, con làm thiện nguyện, con biết hoàn cảnh của chú, con đến tìm hiểu và giúp đỡ cho chú, chứ ở đây là không có bà con gì hết, phải không chú? Con với chú là không có quan hệ gì hết. Đúng đó. Rồi. Giữa một người không có quan hệ này kia hết nhưng mà vẫn giúp đỡ chú lên đây điều trị này kia. Nhưng mà con nói thẳng là nhiều cái con cũng buồn, con cũng thất vọng lắm á. Con nói thẳng cái lúc mà con cổng chú lên đây không phải là con lầm màu để con quay phim con đưa lên cho người ta coi đâu. Cái này là con thương chú, con sợ chú bị nhiễm trùng, con mới cổng chú từ ngoài ra ngoài xe đó. Đó thì ở đây con không nói nhiều nữa, con chỉ mong chú là chú suy nghĩ đi. Chú gắng dưỡng cho hết bệnh đi. Thì con cũng sẽ đưa chú về, con cũng không muốn để chú ở đây chú phải buồn rầu này kia, chú nhớ nhà này kia đâu. Chú ở đây chú gắng uống thuốc này kia đúng liều giùm con. Đó rồi. Mà sáng giờ là chú không ăn cơm mà chú uống thuốc, rồi cái thuốc nó tắt, cái thuốc nó giống như mạnh đó chú anh chị. Chú ăn sáng chú mua cơm nó ăn đó chứ chú lo đâu ấy đâu, buổi chiều chú chưa có
Vì mua sao nãy, đâu. Vì sao nãy chú nói con là chú mua được 3 cục gì đó? Đó cái bà chị ở trên đây nè mua cho 3 cục nem nướng. À sớm ăn á. Rồi bây giờ thì con ở đây con tại vì chị Linh với con á thì chị Linh cũng quen biết con thì thông qua con cũng quay giúp đỡ bé Thịnh với chị Linh này kia đó. Thì chị Linh cũng giống như phát tâm cũng muốn giúp đỡ con phần nào á, tại vì con không có thể mà đi theo chú để mua đồ ăn cho chú mỗi ngày được, con còn công việc làm của con này kia nữa. Thì con cũng không biết nhà thì nhờ được chị Linh cũng giúp đỡ con phần đó. Nhưng mà chuyện mua này kia thì nãy chị Linh có kể đó chú anh chị. Thì chuyện này Huy cũng đã xin ý kiến Mạnh Thường Quân nữa. Hiện tại bây giờ là Huy không cho giống như không cho chị Linh mua, giống như là không cho chị Linh mua đồ ăn này kia đó chú anh chị. Mà Mạnh Thường Quân sẽ nói là cứ cho chú một ngày là 150 ngàn đó, cho chú một ngày 150 ngàn, chú tự mua đồ ăn này kia hoặc là chú nhờ ai mua được đó. Tại vì bữa có cô Bảy nói chú không ăn cơm, chú ăn cơm không được, là không ăn cơm luôn, là lúc đó là bỏ hết mấy hộp chứ anh chị đó. Quy thấy gì Quy mới đi mua hủ tiếu cho chú dùng, là lúc đó thì chú với cô Bảy luôn nói là không, đừng có mua cơm cho chú dùng nữa, thì mua một ngày thì mua hủ tiếu rồi bánh canh rồi bún riêu này chú anh chị cứ đổi vậy đó, đừng mua cơm. Nhưng mà qua bữa sau thì chú lại nói là chú thèm cơm, nhờ chị Linh đi mua cơm gì kia cho chú. Thì ở đây Quy cũng không biết đường tính luôn chú anh chị. Thì sẵn đây á thì Mạnh Thường Quân có nhờ con là gửi cho chú một ngày là 150 ngàn. Ngày là 150 ngàn, là bữa nay là ngày đầu tiên, là hồi sáng chị Linh có qua gửi cho chú trong 150 ngàn rồi đó. Thì bây giờ là con sẽ gửi tiếp cho chú thêm 4 ngày nữa, là tiền mà chú tự đi mua đồ mà dùng đó là 5 ngày ha. Dạ rồi chú anh chị, đây là 600 ngàn đó chú anh chị. Đây là 600 ngàn, là cũng như là gửi cho chú mua đồ ăn này kia là trong vòng là 4 ngày nữa chú anh chị. Vì không có gửi số tiền nhiều cho chú, vì chỉ gửi cho chú là tổng cộng là luôn bữa nay là 5 ngày á, 5 ngày để mua đồ ăn thôi. Thì cái này thì con gửi cho chú là 600 ngàn, rồi chú nói chú nhờ ai mà mua đồ ăn này kia cho chú được á. Người chú nhờ giùm con đi. Tại vì chú biết sao không? Thì chú giữ đi. Chú biết sao không? Chị Linh ở đây á, chị Linh phát tâm, chị Linh giúp chú đi mua niệm này kia đủ thứ, bếp ga này kia đủ thứ để cũng muốn giúp đỡ cho chú. Nhưng mà chú biết sao không? Chị Linh còn con nhỏ. Con nhỏ thì sáng chừng nào bé nó thức thì chị Linh mới đi mua đồ này kia cho chú được. Mà tới chừng mua trễ quá thì chú giống như là qua bữa đó, thì chú ăn không được, rồi chú uống thuốc cũng giống như là không đúng cái liều lượng đó. Đó, nhưng mà chú không đi mua đồ ăn sáng được, mà chú lội bộ đi ra ngoài lộ để mua cái đó được, thì Quy cũng vì nói cái đó đi chú anh chị, Quy không muốn nhắc nhiều trong này nữa. Thực sự cái chuyện đó Quy rất là buồn luôn á. Thì Quy giúp cho chú đến thời điểm này là giống như là Quy gán thêm vài ngày nữa cho chú hết lành hết vết thương, thì Quy sẽ có cái hướng giải quyết khác với cùng với Mạnh Thường Quân á, có giải quyết khác cho chú ha. Hẹn chú là con cho chú tự mua đồ ăn là trong vòng 5 ngày ha, luôn bữa nay á là 5 ngày nghe chú ha. Đó thì chú nói chú nhà ai mua được đó thì chú cũng gỡ. Tại vì thấy cháu Linh bán giấy số rồi tùm lum trăng, chứ cũng không muốn mà ấy, với phần chú thà nhờ người ta mua ngoài chợ nó rẻ hơn đó. Thì giống như chú về chú nấu chú ăn như vậy. Nếu chú có lòng tốt, chú suy nghĩ cho Quý Mạnh Thường Quân cũng được, giống như là chú muốn mua để tự nấu để nó rẻ hơn cũng được chú anh chị. Quy ở đây thì Quy thấy là chú chân như vậy đi lại bất tiện đó, thì Quy muốn mua đồ ăn sẵn luôn để chú không cần phải làm gì hết. Nhưng mà bây giờ chú muốn tự mua để tự nấu thì thôi, thì Quy cũng theo ý của chú. Dạ rồi chú anh chị, thì con số này là hồi sáng Quy đã thống kê trước khi qua đây chú anh chị. Ở đây là Quy chỉ thống kê là bữa nay là hồi sáng Quy có nhờ chị Linh đem qua cho chú 150 đó. Đó thì là cái phần mài là nãy Quy đưa cho chú thêm 4 ngày là 600 ngàn, thì Quy chưa có cộng vô, thì sẽ cộng vô cái 650 này chú anh chị, là cộng thêm 150 này nè, là cộng thêm 4 ngày nữa là 600. Nó là tiền cơm mà Quy đưa cho chú á, là 750. Thì
Cái này tổng chi là hồi sáng Huy chưa cộng cái 600 ngàn đó, bây giờ Huy sẽ cộng thêm 600 ngàn nữa, nó sẽ là 4.807.000. Đó, 4.807.000 nha chú anh chị. Và cái số tiền này Huy sẽ trừ ra chú anh chị, thì cái này mình tổng chi nhiều hơn thì mình phải cái còn dư phải thấp xuống, phải trừ ra cái 600 ngàn hồi nãy. Thì Huy sẽ trừ ra cái số tiền của chú để sẵn đây Huy thông báo lên cho chú được nắm rõ thôi, không sao. 2243. Đó chú anh chị, Huy sẽ trừ cho hồi nãy là 600 ngàn nữa. Là tổng số tiền của chú hiện tại đến bây giờ á, là nó còn 1.643.000 ha. Ừ. Tiền mà Quý Mạnh Thư Quân gửi cho chú á, trong này thì có cô Yvonne Trương giúp đỡ cho chú 3 triệu, với chú Hòa Nguyễn cũng đang định cư tại Mỹ hỗ trợ cho chú là $150 đó. Ừ. Thì là con đổi ra tiền Việt là được 6.450.000, nhưng mà trừ hết tổng chi phí thì nãy giờ Quý có ghi hình ở chú anh chị, trừ hết tổng chi phí luôn thì nó sẽ còn là 1.643.000 nha chú anh chị. Thì cái số tiền mà 1.643.000 này đó thì con xin phép là con sẽ giữ, con chưa có trao cho chú, tại vì con sẽ trao cho chú một ngày vậy là 150.000 để mua đồ ăn này kia thôi. Ừ. Đó, tới chừng mà nếu mà chú điều trị ở đây thêm mấy ngày hay là gì vậy đó thì con còn dư bao nhiêu sẽ con sẽ về tới nhà chú á, con sẽ bàn giao lại cho chú hết. Hang chú hang. Thì con hiện tại là con còn giữ tiền của chú là 1.643.000 nha. Đó, thì con nói để chú nắm rõ phần này. Dạ rồi, xin chào quý chú anh chị. Thì bé Thịnh, con thấy chú tội nghiệp không Thịnh? Tội nghiệp. Tội nghiệp hả? Mà con thấy chú bệnh mà chú hút thuốc uống rượu con buồn không? Con nói ngon ngồi đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng với ông bà của chú kìa. Ông bà của chú đang xem con kìa. Đang buồn. Con bắt gặp đi mua rượu sao? Ừ. Dạ. Đâu rồi ông đi mua rượu sao con đi cho ông bà xem đi thật. Đâu rồi con thực. Con thực lại cho ông bà của chú xem ơi. Đó chú anh chị. Đó. Đúng rồi. Cái chân của chú như vậy con không dám mà để cho chú đi mua đồ ăn này kia đó, thì con nhờ chị Linh. Chị Linh thì kẹt con nhỏ này kia đủ thứ hết, cũng nhờ chị Linh đi mua được cho chú, nhưng mà ở đây thì chú lại lội bộ chú đi ra ngoài mua rượu được đó, thì con chỉ nói vậy thôi, thì hy vọng là chú suy nghĩ, nếu chú thay đổi được thì đó là một điều rất là tốt nghe chú ha. Ừ. Con chỉ nói vậy thôi ha. Con ở đây con muốn giúp chú là giúp để chú đừng có bị tháo khớp, con nói thẳng là không bị tháo cái khớp bỏ chú anh chị, chứ con mà để chú ở nhà đó, cái mùa này mùa mưa nữa là cái nước đó rất là dơ, chú mà đi ra đi vô là bảo đảm cái chân của chú nó còn lỡ nhiều hơn đây nữa. Chú hiểu lý do tại sao con đưa chú lên đây không? Chú biết nhau. Ừ. Con đưa chú lên đây để trị bệnh mà chú không biết gì đâu à. Thì rồi thì con nãy giờ có gì thì con nói hết rồi đó, thì con hy vọng thì chú sẽ tối nay ở trong phòng trọ này chú sẽ suy nghĩ. Thì chú cháu đưa lên đây cháu cho lành vết thương chú rồi, với chú đâu chú cũng cảm ơn là cháu, rồi chú cũng cảm ơn bên Mạnh Thường Quân với bà con ở nước ngoài rồi này kia giúp đỡ cho chú vậy thôi, chú mang ơn rồi, cảm ơn và cộng đồng rồi chứ. Người con xin phép hỏi chú là cái vấn đề mà hút thuốc chứ uống rượu là chú bỏ không được hả chú? Không. Chú có thương bản thân của chú không? Thương có thương, nhưng mà chú hoàn cảnh chú khổ. Thôi chú đừng có lấy hoàn cảnh của chú lên đây để chú lấy cái vấn đề mà hút thuốc với rượu mà chú không phải là hoàn cảnh tạo giờ chú chết. Chết sớm có phải chú cũng được đó. Chú thật anh em cha mẹ bỏ hết rồi, thì nhờ bà chị chòm xóm thôi, bà thương tình bà lo cho thôi. Thì chú uống rượu, uống ở nhà chú uống rượu thuốc không à,
Nhưng mà đi bước dao lắng đất, rồi vú sữa đất, rồi bên kia chú ngâm, chú uống ăn cơm, chú uống ly ly vậy thôi. Chứ đâu uống nhiều. Nhưng mà cái đó là từ hồi thời trẻ tới giờ là chú uống như vậy luôn á, hay là từ mới phát bệnh thôi? Mới phát bệnh. Mới phát bệnh thì con nghĩ nó không đến nỗi mà phải ghiền như vậy đâu chú. Mười mấy năm à? Ừ. Đó, thì con nói như vậy đó, thì sẵn đây nãy giờ chú con có hỏi chú á, nếu mà chú bỏ được cái phần này thì ở đây Quý Mạnh Thường Quân sẽ xem video, còn Quý Mạnh Thường Quân sẽ có cái giống như có suy nghĩ riêng của Quý Mạnh Thường Quân. Thì sẵn ở đây á, con với Quý Mạnh Thường Quân đi giúp đỡ hoàn cảnh, đúng là hoàn cảnh giống như là khó khăn quá thì giúp đỡ là đúng. Nhưng mà giúp đỡ ở đây á, giúp đỡ những hoàn cảnh nào người ta có ý chí, người ta có nghị lực để người ta vươn lên ha. Chứ không phải là bây giờ con thấy cái cách nói của chú là giống như chú buông xuôi, chú phó mặc cho cái số phận của mình cho trời chú anh chị. Là không, giống như là không, Quy không biết sử dụng cái từ ngữ sao nữa, giống như là không còn tiếc thương cái bản thân của chú nữa. Đó, thì ở đây Quý Mạnh Thường Quân người ta, con nghĩ người ta cũng không có đồng tình về cái vấn đề này. Người ta muốn giúp cái hoàn cảnh nào để giúp hoàn cảnh đó, đúng là bệnh tật thiệt người ta giúp, nhưng mà người bệnh đó người ta phải có ý chí nghị lực, người ta vươn lên để người ta sống tiếp đó. Còn ở đây thì chú, cách nói chuyện của chú giống như là chú giống như là phó mặt hết chú anh chị, phó mặt cho trời đó. Thì ở đây Quy chỉ giống như Quy lên clip thì hy vọng được giống như là quý của chú anh chị mình góp ý vào cái video của Quy, để Quy giống như cái con đường thiện nguyện của Quy á, sắp tới nó sẽ tốt hơn chú anh chị. Thì thôi, hôm nay Quy qua đây thì Quy cũng công bố số tiền nè, rồi cũng một số vấn đề thì Quy cũng đã trao đổi với chú, với có chị Linh ở đây đầy đủ hết chú anh chị. Thì chắc Quy cũng xin kết thúc clip tại đây chú anh chị. Thịnh, con qua chào ông bà cái chú ấy, Thịnh đâu rồi? Thịnh ơi, chú mình từ thiện cho cái nhà ông cúng rồi thôi chứ. Quay đi chú về chứ chú không có. Nhưng mà con nói ở đây nè, nếu mà từ cái ngày mà con đưa chú lên đây trị bệnh á, chú biết thương bản thân của chú không nhậu, chú không hút thuốc, thì con nghĩ Quý Mạnh Thường Quân người ta sẽ suy nghĩ lại, người ta có thể là người ta hỗ trợ cho chú một căn nhà. Cái này là Quy nói, cái này là cũng phải do cái duyên, cái phước, cái phần của chú nữa mới được Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ như vậy. Còn ở đây con qua đây quay hai lần là thấy chú ngồi uống rượu hai lần, thì Mạnh Thường Quân người ta bảo đảm, con bảo đảm với chú người ta sẽ không đồng tình cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà làm nhà hay là cất nhà cho chú á, cái đó là phải cái duyên, cái phước, cái phần của chú nữa. Ở đây là con không có hứa điều gì với chú ở đây hết nha. Đó, bởi vì chú phải sống làm sao để Mạnh Thường Quân thương đó, thì người ta mới giúp đỡ cho chú. Chứ ở đây thì sớm giờ video Quy cũng nói chú anh chị, thì Quy không muốn nhắc tới nhắc lui nữa. Rồi thì hôm nay cái vấn đề mà Quy qua đây giống như là công bố số tiền này kia đó, thì cũng giống như là rõ ràng minh bạch hết chú anh chị. Có cuốn sổ thì có đánh máy này kia, lưu trên máy này kia đàng hoàng chú anh chị đó. Thì Quy cũng đã công bố rõ ràng hết, thì chắc Quy cũng để cho chú, để chú nghỉ ngơi chú anh chị. Thì sớm giờ chú nói là chú uống thuốc này kia thì nó hơi mệt cho người đó, thì Quy để cho chú nghỉ ngơi đó. Thì chắc Quy cũng bé Thịnh có cái mớ cái này của chú đâu rồi bé Thịnh, vậy con chào tạm biệt ông bà của chú đi Thịnh. Chào bạn. Không có giỡn, nói chuyện với ông bà của chú con nói đàng hoàng nha, nói đàng hoàng coi nói sao. Chào tạm biệt ông bà của chú anh chị đó, sao không ngồi để chú Quy nói chuyện với cô chú là phải đàng hoàng, lên ngồi đàng hoàng nha. Rồi con nói rồi, chào ông bà, tạm biệt ông bà chú. Dạ tạm biệt ông bà của chú anh chị. Rồi chúc ông bà của chú anh chị rồi. Thì chúc ông bà của chú anh chị dạng sự như ý, như dư nước, ở với con mình nó hạnh phúc, với chơi Tết với ba cha con mình vui. Với chúc ông bà của chú anh chị là dạng sự như ý. Rồi chúc ông bà cô chú giàu sức khỏe an lành. Ồ, bé Thịnh chú Quy hỏi cái hồi nãy con nói ba cha con là ai với Thịnh? Là ai đâu rồi, đứng ngồi nói với chị chứ Quy. Con nói lộn. Ừ, nói lộn hả? Nói lại coi nói sao. Ngồi hồi nãy khó chầu ba hả?
À, rồi con chúc ông sớm khỏe mạnh để được đi về đi. Thì chúc con sớm khỏe mạnh để đi về quê để ở ngoài ngoại để mua đồ hay ông ở đó rồi thì có về đó rồi thì nhờ con hai với mua đồ giùm á. Cô bảy mới có hai cô bảy. Cô bảy. Con nói ông hạn chế uống rượu hút thuốc để ông mau hết bệnh. Nói gì đó con chúc ông vậy nó ông đừng có uống rượu nữa, đừng có hút thuốc nữa. Dạ ông đừng có uống rượu nữa với hút thuốc nữa. Cái uống rượu với hút thuốc đó tốt không? Tốt không? Dạ không có tốt. Không có tốt hả? Trời ơi bây giờ thấy nhõng nhẽo quá chú anh chị. Trời ơi, nhõng nhẽo vậy? Bữa nay giống như Dương Tiễn chú anh chị. Thêm con mắt ở đây nè, sưng chù dù ở đây luôn nè. Ít có quậy, cái này là người ta gọi là ít có quậy ha. Ha. Bữa sau quậy nó thì cho nó nổi đi cục nữa, cho đẹp. Chịu không? Chú Huy bị, chú Huy có chịu không? Nhưng mà chú Huy không có quậy, con quậy con mới bị. Nha. Quậy nhiều vô nữa nha, đó đi thêm một cục nữa, nổi thêm cục nữa. Không nghe lời là chú Huy mốt chú Huy không có qua thăm con nữa. Chú Huy bỏ con. Không biết điều khiển đồng hồ này luôn. Được rồi, vậy kính thưa quý chú anh chị, thì sớm giờ Huy cũng qua đây để làm rõ ràng hết chú anh chị. Thì chắc Huy cũng xin kết thúc clip tại đây để chú được nghỉ ngơi chú anh chị. Thì Huy mến chúc quý ông bà các chú anh chị ngày mới an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Rồi Huy chào tạm biệt ạ.